tất cả các quý vị mến thương trong diễn đàn. Hiện bây giờ là 1:30 giờ của Nhật Bản, có nghĩa là ở bên Việt Nam là 11:30 đó, 11:30 giờ sáng của giờ Việt Nam. Trước khi chúng ta đi vào những bản tin thời sự mà Nguyên muốn tâm tình chia sẻ cho quý vị, những bản tin nóng vừa thổi vừa ăn, thì cho Nguyên hỏi vấn đề kỹ thuật, âm thanh và ánh sáng. Nếu các quý vị nào nghe được âm thanh tốt, hình ảnh rõ, gửi cho Nguyên một cái tín hiệu nho nhỏ để Nguyên biết là mọi sự việc đều ok và chúng ta có thể đi vào những sự kiện nổi bật trong ngày hôm nay. Và Nguyên đã thấy trên màn hình của mình đã có chữ ok và số 1, có nghĩa là mọi sự việc đều tuyệt vời. Nguyên đang ở trong một cái nơi phong cảnh khá là đặc biệt. Cái nơi này để Nguyên quay cho các quý vị thấy một chút xíu. Để Nguyên kẹp cái này trên áo. Đó. Chúng ta thấy là Nhật Bản, là thủ đô Nhật Bản, là cao tầng vậy nè. Cao tốc, cao tầng. Đây là những cái khu mà hành chánh làm việc. Toàn là nhà cao tầng, cao tốc không? Các quý vị. Ở đây thì chúng ta thấy đó. Thủ đô của Nhật phần lớn là gì nè? Nhưng mà ngược lại, Nguyên thì không thích mấy cái điều này. Nguyên thì không thích coi mấy cái nhà cao tầng này. Thì những quốc gia có cái nền văn minh lâu đời thì lúc nào cũng có những kiến trúc xây dựng cao tầng này hết. Ví dụ Mỹ nè, nghe nói cao tầng thì nói Mỹ cái đóng. Châu Âu cũng cái đóng. Nguyên thì khoái coi những cái di tích cổ, mà ở tại thủ đô thì không có nhiều lắm. Nên ở tại thủ đô mà kiếm những cái căn nhà cổ để mà đi tham quan nó còn hơi khó. Ok, chia sẻ các quý vị một chút xíu phong cảnh xung quanh mà cái nơi mà Nguyên đang tâm tình mà thôi. Để chúng ta quay trở lại cái chủ đề. Đầu tiên nhất thì cho Nguyên cập nhật ngày tháng. Ngày hôm nay chúng ta là ngày 17 thay rồi, tháng 4 năm 2024. Nhân dịp đầu chương trình thì cho Nguyên chúc cho các quý vị sức khỏe lúc nào cũng luôn dồi dào, và những sự may mắn tốt đẹp sẽ đến cho các quý vị và cả luôn người thân và gia đình. Bây giờ chúng ta đặt một cái câu hỏi. Các quý vị cũng biết là cái cuộc tấn công của Iran và Do Thái với một cái quy mô cực kỳ là lớn, tổng cộng hơn 300 hỏa tiễn và máy bay không người lái. Và cái điều này đã làm chấn động cho cả thế giới. Và hiện bây giờ sau cái cuộc tấn công đó, người ta đặt một câu hỏi, Iran sẽ nhận hậu quả gì? Hiện bây giờ thì Do Thái chưa đáp trả, nhưng mà chúng ta đều biết Do Thái sẽ không bao giờ bỏ qua chuyện này. Tuy rằng có rất là lời khuyên răn đến từ nhiều nguyên thủ quốc gia, trong đó có Tổng thống Mỹ và có hàng loạt những người khác, nhưng lập trường của Do Thái thì không thay đổi. Do Thái sẽ đáp trả đúng thời điểm mà họ lựa chọn, và họ sẽ không bỏ qua cái vấn đề này. Vậy thì cái câu hỏi mà chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu, và Nguyên sẽ đưa những bản tin cụ thể mà những gì Iran sẽ nhận được trong những ngày kế tiếp. Theo các quý vị là Iran sẽ có thể vượt qua được, không bị chuyện gì xảy ra không? Do Thái có thể ngậm ngùi, ngậm tức và bỏ qua cái chuyện này được không? Hay là những sự hậu quả đớn đau của Iran sẽ nhận được trong những ngày kế tiếp nó thật là khủng khiếp? Đây là những câu hỏi mà chúng ta cần nên tìm hiểu. Đầu tiên nhất thì để cho Nguyên nói như thế này. Mỹ đã công bố, Tổng thống Joe đã quyết định đưa ra những lệnh trừng phạt tối đa cho Iran trong những ngày kế tiếp. Mỹ đang xem xét phù hợp như thế nào để trừng phạt Iran với cái hành động tấn công vào Do Thái vừa qua. Đó. Mỹ cho rằng là Mỹ cũng đang chuẩn bị tối đa tất cả những kịch bản tồi tệ leo thang ở khu vực, và cũng chuẩn bị ứng phó cái kịch bản là Do Thái đáp trả Iran và Iran đáp trả ngược lại. Và Mỹ đang cảnh cáo tối đa cái điều đó. Và Mỹ đang đưa ra cái biện pháp làm sao một chút xíu, Nguyên nói á, để xoa dịu cái nỗi đau và
và cái sự tức giận của Iran bằng cách trừng phạt mạnh mẽ Iran các quý vị. Mỹ đang muốn xoa dịu cái nỗi đau và sự tức giận của Do Thái để trừng phạt mạnh mẽ Iran. Đó. Thì đây là cách của Mỹ đang có sự hành xử để muốn cho ông Netanyahu không có quá tức giận khi lúc đó Iran cũng nhận được lệnh trừng phạt. Tổng thống Joe còn công bố rằng Mỹ không đủ, ông ta sẽ thúc đẩy và kêu gọi Liên minh châu Âu, 27 thành viên sẽ có những lệnh trừng phạt mạnh mẽ đến Iran qua những cái hành động tấn công vào Do Thái vừa qua. Và Tổng thống Joe còn nhấn mạnh nữa, Mỹ vẫn ủng hộ Do Thái. Thì đây là lời phát biểu của Tổng thống Joe ngày hôm nay. Mục đích chính của Tổng thống Joe là muốn xoa dịu cái nỗi đau mà sự tức giận của Do Thái và muốn khuyên Do Thái, nó đã bị trừng phạt rồi, đừng tấn công nó, bỏ qua đi. À, đó là như vậy. Sau khi cái lời kêu gọi của Tổng thống Joe, thì Liên minh châu Âu 27 thành viên ngày hôm nay sẽ họp và sẽ đưa ra cái quyết định chung và những xác lệnh trừng phạt cho Iran như thế nào. 27 quốc gia họp khẩn cấp và theo lời phát ngôn của Liên minh châu Âu rằng họ sẽ xem xét tỉ mỉ những cái phía cạnh mà Iran phải chịu hứng chịu với cái hành động vô pháp vô thiên của họ tấn công vào Do Thái. Mục đích chính cũng giống nhau, y hệt giống như bác Joe, là không muốn cuộc chiến tranh leo thang, muốn dùng biện pháp trừng phạt về kinh tế, về ngăn chặn những lệnh trừng phạt để làm cho Do Thái cho rằng đã đủ rồi. Iran đã hứng chịu đủ cái lệnh trừng phạt sau cuộc tấn công vừa qua mà Do Thái không cần đáp trả. Mục đích chính vẫn là như thế. Bởi vì Trung Nguyên nói là cái cuộc chiến tranh này không ai muốn. Vì người ta biết cái cuộc chiến tranh này nó không đơn giản. Nếu nó bùng phát cuộc chiến thì thế giới sẽ nổi loạn, đặc biệt là vấn đề kinh tế. Nên bây giờ người ta không có cách nào thuyết phục được phía bên Do Thái không đáp trả, nên họ bây giờ đưa ra lệnh trừng phạt. Họ đưa ra lệnh trừng phạt và họ muốn gửi thông điệp cho Do Thái là họ ủng hộ Do Thái. Và đối với Do Thái là Iran đã bị trừng phạt rồi, các ông không cần phải trừng phạt nữa. Đó. Đó là vấn đề của Liên minh châu Âu. Các cô chú và anh chị em đã có cái sự việc đó. Ngoài Liên minh châu Âu thì bữa nay có một người nữa, đó là ông Sunak, thủ tướng của Anh Quốc, đã điện thoại trực tiếp với Netanyahu. Và đầu tiên nhất là ông ta đã dùng một cái từ ngữ rằng là tôi kêu gọi ông hãy nên bình tĩnh trở lại. Vì Netanyahu đã không bình tĩnh mấy ngày hôm nay rồi. Tôi kêu gọi các ông bình tĩnh trở lại. Hãy lắng động lại và chúng ta tìm biện pháp chính trị ngoại giao để giải quyết vấn đề. Không nên sử dụng vũ lực và đặc biệt là có thể dẫn đến những cuộc leo thang tình hình ở khu vực và không thể nào dập tắt được. Đây là lời phát biểu của ông Sunak. Để cho các quý vị biết được là cái tầm quan trọng tới cuộc chiến này mà tới người ta lo lắng tới mức độ vậy. Không phải chỉ có Mỹ là lo, bởi vì Mỹ đã bị trực tiếp lôi cuốn vào trong cuộc chiến. Nếu mà Do Thái bước vào chiến tranh thì Mỹ không thể bỏ đồng minh. Nên là Mỹ lo là một chuyện mà châu Âu cũng lo như thường. Các quý vị biết là ông Sunak, Macron, Olaf, bà Meloni, nguyên niu lên hàng trăm tên, đã điện thoại cho ông Netanyahu và năn nỉ ông. Theo các quý vị là Do Thái sẽ nguội lạnh lại. Vì thực tế cái cuộc tấn công của Iran vừa qua nó cũng không tổn thất cho Do Thái cái gì cả. Nó không tổn thất đến sinh mạng, cũng chẳng có tổn thất lớn lao vì tài sản gì hết. Chỉ có một căn cứ không quân bị tổn thương mà thôi. Và thực tế thì cái cuộc tấn công vừa qua nó bị ngăn chặn được 99%, là một cái ngăn chặn tuyệt vời mà chúng ta không thể ngờ được. Thì theo các quý vị là bây giờ thì Iran đã đủ lệnh trừng phạt rồi. Do hạ giọng xuống sau khi cái lời đề nghị của hàng trăm quốc gia trên thế giới. Trung Nguyên nhắc luôn cả luôn là ông
ông tổng thống của Nam Hàn, ổng còn nói một câu mà ai bây giờ ổng kêu gọi đó, liên minh châu Âu và NATO đó, ai mà châm cái mồi lửa tại Trung Đông là quýnh liền. Thằng nào mà xúi dục chiến tranh là quýnh nó liền cho tao. À, thì có nghĩa là cho các quý vị biết là cái sự bận tâm của cả toàn cầu, chứ không khu vực về châu Âu hay là khu vực về Trung Đông hay là Hoa Kỳ và cả luôn Á Châu, chúng ta ai cũng lo lắng hết, vì người ta sợ nó dẫn đến cái cuộc khủng hoảng về lạm phát. Cái điều này là một cái điều mà Nguyên nghĩ là chúng ta phải quan trọng nhất, và chúng ta phải hiểu điều đó, bởi vì lạm phát nó có thể bùng phát khi cuộc chiến tranh nó nhảy lửa ở tại khu vực này, vì khu vực này là cái khu vực sản xuất dầu hỏa, vận chuyển dầu hỏa. Nếu mà có chiến tranh, hiện bây giờ là máy bay đã không muốn bay rồi. Nếu mà có chiến tranh ở khu vực là không có cái gì mà vận chuyển được hết. Và nó sẽ dẫn đến cái lạm phát, giá dầu nó sẽ tăng gấp 10 lần. Các quý vị, nó sẽ là như vậy. Theo các quý vị, Do Thái có bỏ qua không? Theo các quý vị nhìn giờ, Do Thái có bỏ qua không? Theo các cô chú anh chị em nhìn thấy bây giờ Do Thái có bỏ qua cái sự việc đó không? Hay là Do Thái sẽ có những hành động? À, Nguyên thấy chữ không nhiều hơn có ha. Chữ không nhiều hơn có. Trong Nguyên nói là như thế này. Nguyên không biết là Do Thái sẽ có đáp trả hay không. Cái điều đó thì Nguyên không thể khẳng định được. Nhưng mà có một bản tin do phát ngôn viên của phía binh lực lượng quân đội của Do Thái mới vừa công bố, Nguyên mạn phép chia sẻ với các quý vị sau đây. Phát ngôn viên đã chia sẻ như thế này: chúng tôi không thể quanh tay, Nguyên dịch nguyên văn nha, chúng tôi không thể quanh tay làm ngơ với cái hành động của Iran đã tấn công vào đất nước chúng tôi. Chúng tôi có trách nhiệm bảo vệ công dân của chúng tôi. Và khi lúc chúng tôi đáp trả lại, tôi tin chắc Iran sẽ không bao giờ lành lặn. Đó. Đây là phát ngôn viên của lực lượng quân đội của ngày hôm nay đã đi xuống miền Nam của Do Thái và được phỏng vấn, thì đã trả lời câu đó. Không thể khoanh tay làm ngơ với cái hành động vừa qua. Và khi chúng tôi đáp trả lại, thì Iran sẽ không bao giờ lành hết. Họ khẳng định điều đó luôn. Họ khẳng định là khi họ quay đáp trả lại, thì Iran sẽ tổn thương nặng nề. À, đây là cái cách điều mà Nguyên nói là hiện bây giờ đến ngày hôm nay, qua nhiều ngày rồi, mọi sự việc đã lắng động xuống và lời khuyên răn của rất là nhiều người, nhưng mà chúng ta thấy được lập trường của Do Thái vẫn không có thay đổi, vẫn không có thay đổi. Và đây là cái bản tin do lời phát ngôn viên đã trả lời trước báo chí là họ sẽ trả đũa Iran, và họ tin khi họ trả đũa Iran sẽ tổn thất nặng nề, không bao giờ lành được hết. Đó, thì cái điều đó, và họ nói là bởi vì cái hành động vừa qua họ không thể khoanh tay và thấy cái trường hợp đó tái diễn được nữa. Và khi lúc đó chúng ta đều biết là Iran cũng đâu có vừa gì. Ông Iran cũng đâu có vừa gì. Ông đã đe dọa rằng là nếu mà Do Thái chỉ cần đáp trả một hành động cử chi nhỏ thôi, một cử chi nhỏ đụng bất cứ cái gì liên quan đến Iran, thì Iran sẽ tiếp tục tấn công với một cái quy mô lớn hơn gấp 10 lần. Và hiện bây giờ Iran cũng đang điều động khí tài quân sự. Cái điều đó là thật. Iran đang điều động khí tài quân sự, các cô chú và anh chị em. Và Iran cũng có thể có những cái hành động đó trong những ngày kế tiếp, nếu Do Thái tấn công. Nên bởi vì những cái lý do đó mà Mỹ hiện bây giờ, Mỹ đang cảnh báo tối đa, với cái mức độ tối đa về an ninh khu vực. Mỹ bắt đầu đã điều động khí tài quân sự của mình. Nguyên nghĩ là trong những ngày kế tiếp, Mỹ sẽ gửi thêm dài hàng không mẫu hạm nữa. Tuy rằng Mỹ có nhiều căn cứ ở tại khu vực rồi, nhưng mà tình trạng không có thể ứng phó kịp lúc. Có thể Mỹ còn điều động nhiều khí tài quân sự hơn nữa để củng cố an ninh ở khu vực. Iran không có dừa. Vì sao Iran không dừa?
Vì đầu tiên Iran rất là sợ hãi. Trung Nguyên nói nha, sau khi cuộc tấn công thì Iran biết rằng là không làm tổn hại cho Do Thái. Và Iran sợ Do Thái đáp trả. Thủ tướng của Iran đã bay chiếc máy bay khẩn cấp đi gặp Tổng thống Joe. Mai đến Washington gặp Tổng thống Joe và năn nỉ Hoa Kỳ để cho Hoa Kỳ không tham chiến. Và kêu gọi Hoa Kỳ thuyết phục Do Thái không đáp trả. Thì lúc đó Iran rất là mềm mỏng, rất là dễ thương, rất là năn nỉ ỉ ôi. Sau đó Iran trở về nước và điện thoại cho hai ông. Một ông là Tập Cận Bình, một ông là Putin. Thì từ lúc đó cái giọng điệu của Iran đã có thay đổi. Iran bắt đầu đe dọa rằng nếu Do Thái tấn công thì Iran sẽ đáp trả trở lại một cách mạnh mẽ. À, và bây giờ Nguyên đã biết cái bản tin cuộc nói chuyện giữa Tổng thống Iran và Tổng thống Putin như thế nào rồi. Bây giờ báo chí Nga mới loan tả, thông tấn TASS mới loan tả ngày hôm nay. À, mấy bữa nay chúng ta biết có cuộc điện thoại, nhưng chúng ta không biết họ nói cái gì. Chúng ta không biết họ nói cái gì các quý vị. À, chúng ta không biết họ đang nói cái gì. Nhưng bây giờ thì Nguyên biết họ đã nói cái gì. À, theo thông tấn TASS nói. Theo thông tấn TASS chia sẻ, thì cái cuộc nói chuyện giữa lãnh đạo tối cao của Iran với Putin kéo dài nhiều giờ trong cái tình trạng khẩn cấp trong khu vực đang nóng bỏng. Tổng thống Putin đã có những cái lời khuyên chân thành dành cho phía bên Iran rằng là hãy lắng động lại, bình tĩnh lại, không kéo dài sự xôn đột ở khu vực, không nên làm mọi sự việc căng thẳng và leo thang. Nga vẫn hiểu được tình trạng của Iran và kêu gọi rằng là Iran và Do Thái hãy nên tìm biện pháp mềm mỏng để giải quyết căng thẳng chứ đừng dùng vũ lực. Quyền nói thật sự bác Putin ơi, bác Putin, thông tấn TASS của bác đưa tin sao nó xạo quá. Nó xạo quá các quý vị. Đây là những cái gì mà thông tấn TASS chia sẻ của ngày hôm nay trong cái cuộc nói chuyện, có nghĩa là Putin khuyên rằng Iran không nên có hành động như thế này, không có nên hành động như thế kia, phải ngồi lại đàm phán để giải quyết căng thẳng, làm giống như Iran là muốn hòa bình khu vực lắm, rồi Nga đang giúp đỡ Iran để tạo ra cái hòa bình ở khu vực. Trung Nguyên nói rằng là chúng ta thừa biết cái cuộc chiến tranh này nó bùng phát ở tại Trung Đông, cái người hưởng lợi đầu tiên nhất không ai xa lạ chính là Iran, xin lỗi, chính là Nga. Và cái người hưởng lợi thứ hai chính là Trung Quốc. Chúng ta thừa biết cái điều đó. Nguyên nghĩ là con nít cũng đều biết điều đó. Và họ vẫn cứ đóng kịch là giống như là Putin đang muốn hòa bình ở khu vực. Putin đang muốn giải quyết căng thẳng. Nếu Putin muốn giải quyết căng thẳng là Putin đã điện thoại trực tiếp với ông Netanyahu. Mà Putin không làm điều đó. Putin chỉ có nhận cuộc điện thoại đến từ Iran cầu cứu mà thôi. Putin chỉ có nhận cái cuộc điện thoại đến từ Iran cầu cứu mà thôi. Các cô chú và anh chị em, nên cái điều đó chúng ta thấy được đó là đạo đức giả của Putin mà chúng ta đã thấy rất là rõ. Đó là bản tin liên quan đến cuộc điện thoại đến Putin. Và bây giờ thì cho Nguyên cập nhật cái bản tin chấn động hơn. Bữa nay có một người cáo buộc lý do tại sao Iran tấn công vào Do Thái, thủ phạm tội lỗi nhất là ai. Đó, cái này mới hay nè. Lời phát biểu của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan. Ông Erdogan ngày hôm nay sau cái sự việc vừa qua ông ta im lặng. Và bây giờ ông ta lên tiếng và ông ta nói cái cuộc tấn công Iran vào Do Thái thủ phạm là do một người duy nhất. Đố các quý vị, ông ta chỉ tên là ai? Tổng thống Erdogan Nhật Bản đã lên tiếng cái cuộc tấn công vừa qua là do thủ phạm một người. Lỗi là lỗi do một người mới có những cái kịch bản này. Đích tên đàng hoàng, ông ta nêu đích tên. Lỗi là lỗi một người duy nhất. Một người chứ không phải một quốc gia các quý vị. Không, Nguyên nói là một người. Mà Nguyên nghĩ là các quý vị sẽ rất là ngạc nhiên.
không phải là Biden đâu, không dám đụng tới Mỹ đâu. Trời ơi, Erdogan chưa bây giờ sao dám kêu tên Biden được, cũng không kêu tên Putin, cũng không dám kêu tên Putin, cũng không dám kêu tên đâu, không, không dám. Ông Erdogan, tổng thống của Thổ Nhĩ Kỳ, đã nói rằng cái kẻ thủ phạm đã dẫn đến cái thảm kịch ngày hôm nay và tình hình leo thang chính là Netanyahu. Đó, ông đổ lỗi cho tổng thống của Do Thái. Ông nói là tất cả là do những cái hành động và lãnh đạo với cái chính quyền Netanyahu, nó đã dẫn đến cái thảm kịch của ngày hôm nay. Lỗi là lỗi của Netanyahu. Trung Nguyên nói rằng là Do Thái á, ở trong về địa lý chính trị á, là một cái quốc gia đó, ở một cái khu vực mà vì tôn giáo nó khác biệt và họ không được sự đồng thuận của bất cứ ai hết. Đó, họ không có đồng thuận với bất cứ ai hết. Và thực tế thì những cái quốc gia đạo Hồi giáo xung quanh nó không ai thích họ đâu. Cái điều đó là thật. Nên tại sao Do Thái lúc nào cũng bị đe dọa là như vậy? À, không liên quan với bác Trump đâu nha mấy bác. À, đây là bản tin đến từ Thổ Nhĩ Kỳ, qua lời chính miệng của ông Erdogan đã phát biểu, đã làm chấn động cả thế giới. Vì tin khá mới, nó sẽ là mấy bác sẽ nhận được trong những ngày kế tiếp, trong giờ kế tiếp chứ ngày gì, trong giờ kế tiếp. À, đây là phát biểu của Tổng thống Erdogan. Ông ta đổ lỗi với cái chính quyền Netanyahu, nó đã dẫn đến khu vực leo thang với cái hành động nhiều sự việc vừa qua, nó mới dẫn đến cái thảm họa ngày hôm nay. Và ông ta nói lỗi là lỗi chỉ có một người duy nhất, Netanyahu là kẻ thủ phạm. Đây là bản tin liên quan đến sự lên tiếng của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ và đổ lỗi hết cho sự việc cho nhà lãnh đạo tối cao của Do Thái. Đối với Nguyên thì không phải các quý vị. Cái sự vấn đề căng thẳng ở khu vực á, nó đã có từ cách đây cả ngàn năm rồi. Nó không có liên quan đến Do Thái đi nữa thì nó cũng liên quan đến quốc gia khác. Vì những quốc gia lân cận bên này nó chưa bao giờ được hài hòa hết. Thực tế là khối Trung Đông chưa bao giờ đoàn kết và họ lúc nào cũng đánh đá với nhau trong lịch sử. Cả Iran và Iraq họ cũng vẫn không hài hòa. Rồi Jordani, rồi Arab Saudite, rồi nói chung chung là chính bản thân của họ đã có sự xích mích. Và không liên quan về Do Thái. Do Thái là chỉ sau này khi Mỹ đã yểm trợ cho Do Thái để lập lại đất nước, thì nó có mâu thuẫn với Palestine, thì nó chỉ có là một cái sự việc ghét bỏ thêm mà thôi. Nhưng mà khu vực nó đã lộn xộn rồi. Dù không có Do Thái đi nữa thì Nguyên nghĩ là khu vực nó cũng không bao giờ yên bình được. Vì nó có sự khiềm khích trong lịch sử, vì địa lý chính trị nó quá nhiều tranh chấp lẫn nhau và nó có nhiều sự việc nó đã có sự mâu thuẫn. Chỉ điều là Do Thái là một cái tôn giáo khác mà xung quanh là hội đạo Hồi giáo không, thì vì tôn giáo nó cũng là vẫn là xảy ra những cái sự việc nguyên nói là tranh chấp thật là lớn vì tôn giáo các quý vị, nên nó cũng xảy ra nhiều cái sự tranh chấp. Nhưng vấn đề đó là ở khu vực kêu là nó bị bất ổn, nó không phải đổ lỗi cho Do Thái. Khu vực nó không có Do Thái nó cũng sẽ bất ổn à. Khu vực nó dù không có Do Thái đi nữa nó cũng sẽ bất ổn thôi. Bởi vì chúng ta nhìn thấy trong lịch sử chưa bao giờ họ có được hài hòa với nhau bao giờ đâu. Khu vực đó từ lúc nào nó bây giờ lúc nào nó có chiến tranh hết á. Lúc nào nó cũng có chiến tranh hết á. Đó là bản tin liên quan đến lời phát biểu của ông Erdogan. Mà Nguyên nói những người đạo hồi đó, họ không ưa người Do Thái. Họ không ưa người Do Thái. Điển hình ở Malaysia đó, họ nói cái gì? Họ nói là cái hành động của Iran là hợp lý. Iran có quyền đáp trả. Iran không làm gì sai. Đó là điển hình, Nguyên nói là điển hình cụ thể đó. Cái sự việc mà chúng ta thấy đó là cái quan điểm nhìn đó, nó đáng sợ của nó đó. Cái quan điểm nhìn đó làm cho mình phải ấn da gà đó. Bởi vì người đạo Hồi giáo họ không thích, đặc biệt là người Do Thái. Nhất là Do Thái là họ hoàn toàn họ không thích. Và bây giờ thì cho Nguyên cập nhật vài bản tin lặt vặt khác chia sẻ cùng các quý vị. Ngày hôm nay thì quốc gia Bồ Đào Nha đã triệu hồi lãnh sự quán của Iran. Vì lý do là Iran đã giam giữ một cái chiếc tàu của họ và họ kêu ngay lập tức hãy thả chiếc tàu này đi.
Cái vấn đề này nó còn khá là phức tạp. Hiện bây giờ các quý vị cũng biết là khu vực đó đang nóng bỏng, nhiều nơi đang có một cái sự căng thẳng ở khu vực đó, không được an toàn, nhiều vấn đề đã xảy ra. Và đây là bản tin nhỏ của phía bên Bồ Đào Nha mà thôi. Nói chung tạm thời bây giờ cuộc chiến nó chưa thấy bùng phát, nhưng nó đang có cái tiềm năng sẽ bùng phát lớn trong những ngày kế tiếp. Liên minh châu Âu, Hoa Kỳ và nhiều quốc gia trên thế giới đang cố gắng trừng phạt Iran, để dùng biện pháp trừng phạt để xoa dịu cái sự tức giận của Do Thái và để cho Thái bỏ qua chuyện này. Nhưng đến ngày hôm nay thì vẫn chưa thấy bất cứ cái chuyện gì đã bỏ qua hết. Có nghĩa là Do Thái vẫn cam kết điều đó, nhưng chúng ta chưa thấy dấu hiệu Do Thái tấn công. Và Do Thái có thể tấn công một cách đột ngột, bất ngờ. Một là trên lãnh thổ Iran, hai là một cái lãnh sự quán khác. Nhưng Do Thái còn phải đối đầu với những mặt trận khác, Hezbollah. Ngày hôm nay Do Thái đã công bố chính thức, chúng tôi đã tiêu hủy được một tướng lãnh chỉ huy cấp cao của Hezbollah. Do Thái còn phải đối đầu với kẻ địch khác là Liban, Hamas, rồi Yemen. Do Thái phải đối đầu với nhiều mặt trận khác nhau. Không biết Do Thái có đủ khả năng 1-4 hay không? 1-4. Nếu Hoa Kỳ không tham gia thì cuộc chiến tranh này Do Thái chưa chắc là có thể thắng được. Nên cái mấu chốt nó vẫn nằm ở tại Hoa Kỳ. Do Thái có trả đũa mạnh mẽ hay không? Phải coi cái hành động của Hoa Kỳ và đồng minh có đứng về phía bên Do Thái hay không. Nếu đơn độc 1-4 thì các quý vị cũng biết, không sức chán mẻ đầu hay là mắc tai mắc chân là chuyện nó không thể nào không thể được. Vì Do Thái tới 1-4 lần. 1-4 lần. Nên là Do Thái phải cần sự giúp đỡ, và tất cả mọi sự việc chúng ta phải theo dõi theo cái tình huống của Hoa Kỳ quyết định như thế nào. Hiện bây giờ chính phủ của Hoa Kỳ vẫn không muốn tham gia bất cứ một sự liên minh quân sự với Do Thái trực tiếp trên chiến trường. Mỹ sẽ bỏ phiếu trong những ngày kế tiếp, sẽ gửi cái gói trợ cấp cho Do Thái trong vấn đề viện trợ giúp đỡ Do Thái về cái gói trợ cấp. Nhưng ngược lại, Mỹ chưa có ý định tham chiến. Thí dụ vừa qua Mỹ đã công bố chính thức là Mỹ sẽ không cùng Do Thái đáp trả. Do Thái có đáp trả hay không đó là chuyện của Do Thái, nhưng Mỹ sẽ không tham gia vào. Để chúng ta biết là lý do mà Do Thái còn chưa đáp trả là bởi vì họ đang chờ cái động thái của Hoa Kỳ. Vì một mình Do Thái phải đối đầu với 4 mặt trận khác nhau. Lực lượng Hamas ở sườn miền Tây, miền Bắc, lực lượng Hezbollah, Liban, chưa nói ở tại Syria và còn ở tại Yemen ở thuộc miền Nam. Và bây giờ có thêm kẻ địch mạnh lớn nhất ở khu vực, đó là Iran nữa. Nên Do Thái phải coi hành động của Mỹ và cư xử theo hành động của Hoa Kỳ để đáp trả làm sao cho nó phù hợp. Để cho các quý vị hiểu được lý do tại sao mà Do Thái họ do dự. Chứ họ đánh là họ đánh ngày hôm qua rồi. Vì họ đang tính cái bài toán nó phù hợp nhất có thể. Vì hiện bây giờ Mỹ vẫn không đồng ý cùng họ vào cuộc chiến. Mỹ chỉ làm giống như trường hợp giống như là Ukraine, là gửi vũ khí và tiền bạc mà thôi. Nhưng nhân lực thì không gửi, chỉ có thể yểm trợ cho họ một phần nếu bị tấn công quy mô lớn trên không. Nên cũng là một cái lý do mà ông Netanyahu vẫn bây giờ vẫn chưa tấn công. Đây là bản tin buổi trưa ngày hôm nay. Bản tin ngắn, Nguyên muốn chia sẻ cùng các cô chú và anh chị em các bạn mến thương. Cảm ơn sự yêu mến của các quý vị đã theo dõi chương trình trong một thời gian khá dài. Đây là những bản tin nóng nhất mà Nguyên gán cố gắng cập nhật. Các quý vị gán tình hình theo dõi ở tại Trung Đông. Nếu Do Thái có tấn công, Nguyên sẽ đưa cho các quý vị ngay lập tức nha. Và chúng ta chuẩn bị mua cộng danh nịch, rồi xiết vô bao tử, chuẩn bị nhịn đói. Nếu Do Thái có tấn công, và khi Do Thái tấn công thì chúng ta phải chờ coi Iran đáp trả như thế nào. Sau lời của Iran đã đe dọa là đáp trả gấp 10 lần trong cuộc tấn công vừa trước, thì chúng ta sẽ chuẩn bị cái tâm lý hết tất cả mọi sự việc. Còn nếu Do Thái bỏ qua cái hành động vừa qua thì đó là cái điều may mắn của chúng ta, không cần phải lo toan về vấn đề kinh tế trong tương lai. Chúng ta quay trở lại bình thường và bận tâm về tình hình của chiến tranh Ukraine nhiều hơn.
À, của chú anh chị em ha. Và Nguyên ngừng chương trình ở đây. Nguyên hẹn lại chương trình tối nay trong cái kênh Thời sự Biển Đông và CND Trần Bức Việt vào giờ tối nha. Vào giờ tối chúng ta gặp lại. Bye bye.